đất nước, mỗi kỳ đại hội đảng đều khơi dậy niềm tin và hy vọng trong toàn dân về một Việt Nam sẽ giàu đẹp hơn bởi những mục tiêu mà toàn đảng đã đề ra cho từng lĩnh vực, kinh tế văn hóa, an ninh quốc phòng và công tác đối nội đối ngoại. Lịch sử đã chứng minh 90 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập thống nhất Tổ quốc và từng bước đưa dân tộc Việt Nam tới bến bờ hạnh phúc. Trong các hội nghị Trung ương Đảng, bao giờ cũng đặt ra các nghị quyết cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực phấn đấu, cho bức tranh toàn cảnh Việt Nam sáng và đẹp hơn. Ngày nay đi trên những con đường cao tốc, qua những cây cầu hiện đại, nhìn ngắm quang cảnh thay da đổi thịt từ miền núi đến đồng bằng và thành phố, ta cảm nhận được sức trỗi dậy của từng vùng miền mà tin tưởng vào công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế thị trường do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Trở về với Cao Bằng, nơi cội nguồn cách mạng, ai cũng kiểm chứng được non nước thượng nguồn mang màu xanh. Màu xanh của sự ấm no đang hiện hữu. Cao Bằng là công viên địa chất toàn cầu, có thiên nhiên hùng vĩ còn nguyên sơ, với vẻ đẹp làm cho bức tranh ở đây thật đa dạng. Cao Bằng có nền văn hóa đa dạng của các dân tộc, cả loại hình vật thể và phi vật thể, đủ sức thu hút du khách tới đây trải nghiệm. Suốt 90 năm qua, nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn đoàn kết và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng tiên phong, cùng đứng lên tự giải phóng mình, xây dựng cuộc đời mới. Vẻ đẹp của Cao Bằng không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ, mà con người nơi đây với phẩm chất cần cù và trung kiên đã tạo ra những sản vật thật khó quên. Sau nhiều năm đi tìm chân lý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Những bước đi đầu tiên, người đã đi trên các bản làng Bác Bó, Cao Bằng, và đây trở thành đại bản doanh đầu tiên của cách mạng. Nhớ lại tại Bác Bó vào tháng 5 năm 1941, diễn ra một sự kiện lịch sử. Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập những đồng chí ưu tú của Đảng, thống nhất thành lập Mặt trận Việt Minh nhằm tập hợp đội ngũ công nông và các thành phần yêu nước trong xã hội tham gia phong trào cách mạng chống giặc ngoại xâm. Hội nghị Trung ương 8 và các sự kiện được quyết định tại đây trở thành dấu mốc lịch sử, một di tích đặc biệt của quốc gia. Mặt trận Việt Minh chính là tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc ngày nay. Châu Nguyên Bình xưa đã đi vào trang sử của lực lượng vũ trang Việt Nam. Tại khu rừng Trần Hưng Đạo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ thị cho đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng ra thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Nhiệm vụ của đội là tuyên truyền nặng hơn quân sự, bởi cuộc kháng chiến của chúng ta là toàn dân toàn diện. Dân có biết, có hiểu mới tự nguyện chiến đấu cho độc lập nước nhà. Bác dặn về chiến thuật nên vận động lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích cực. Nay đông mai tây, lai vô ảnh, khứ vô tung. Bác nhận định, tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, có thể đi từ Nam ra Bắc, khắp đất nước Việt Nam. Vào đầu năm 1950, Trung ương Đảng và Tổng quân ủy mở chiến dịch biên giới mang tên Lê Hồng Phong. Mục tiêu chiến lược là phá thế bao vây của Pháp, vùng Đông Bắc Tổ quốc, nhằm mở đường tiếp viện của các nước anh em xã hội chủ nghĩa.
ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam giành thắng lợi. Biên giới Cao Bắc Lạng là mặt trận chính. Biết rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch, Bác Hồ đã ra mặt trận động viên quân và dân chiến đấu. Kết thúc chiến dịch, ta đã mở thông hành lang biên giới và tỉnh Cao Bằng được hoàn toàn giải phóng. Trong thư khen quân và dân tham gia chiến dịch, Bác nhắc đến các dân tộc Cao Bằng và các lực lượng vũ trang địa phương với những đảng viên trung kiên dũng cảm đã hy sinh quên mình, dành cơm áo cho bộ đội đủ sức chiến đấu thắng lợi. Cao Bằng đã có chi bộ đảng từ tháng 4 năm 1930. Chi bộ ấy là hạt nhân xây dựng các cơ sở đảng ở khắp các huyện và Cao Bằng trở thành một tỉnh đảng bộ vững mạnh trong cách mạng tháng 8. Ngày 1 tháng 4 năm 1930, đồng chí Hoàng Văn Nọn dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đình Dông đã từ nước ngoài trở về và tổ chức thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng, kết nạp mà hai đồng chí Lê Đoàn Chu và Nông Văn Đô vào đảng. Ngay sau khi thành lập thì chi bộ đã làm nhiệm vụ như tỉnh ủy lâm thời và đã lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh. Chỉ trong một thời gian ngắn thì phong trào cách mạng đã phát triển rộng khắp cả tỉnh và nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã thành lập các chi bộ để lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Nhiều thế hệ đảng viên và nhân dân các dân tộc Cao Bằng vẫn nhớ công kiến tạo các tổ chức đảng ở quê mình do người cộng sản đầu tiên là Hoàng Đình Dông, một người được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tin tưởng và đào tạo. Theo cái lịch sử ghi lại thì khu vực này ấy là trước đây thì rất là hoang sơ, nhưng mà vào khoảng những năm 30 ấy thì có một gia đình dọn đến đây, mà gia đình đó chính là gia đình của ông Xích Thắng, tên thật là Dương Mặc Cam và sau này là Dương Mặc Thạch, thì dọn xuống đây ở. Và ông Xích Thắng cũng là cái người đảng viên đầu tiên của huyện Nguyên Bình. Và sau này ông cũng là cái người tổ chức và thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Nguyên Bình. Và chi bộ đảng này sau này lớn mạnh lên, hoạt động mạnh lên thì phong trào cách mạng của xã Minh Tâm rồi của huyện Nguyên Bình cũng lớn mạnh dần lên. Và chính vì thế cho nên là vào những năm 40, đầu năm 40 của cái thế kỷ trước ấy, thì Bác Hồ, đồng chí Võ Nguyên Giáp và một số đồng chí lãnh đạo đảng có đến đây hoạt động. Và đặc biệt ấy, là vào năm 41 ấy, thì Bác Hồ đã về đây mở một lớp huấn luyện cho các đồng chí chiến sĩ cách mạng, là những cái đồng chí lãnh đạo đảng trung cấp và cao cấp của chúng ta ở trên cái hang trên này. Và cũng chính từ đấy thì Bác Hồ đặt tên cho cái hang kéo khoảng này là hang Lenin. Ngày ấy nhiều thanh niên yêu nước ở Cao Bằng đã tìm đến các hang đá có tổ chức đảng để tìm hướng đi giải phóng cho quê hương mình. Tiếng vang một câu hát của những tốt thanh niên ấy đã lan truyền vào những dãy núi đá. Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại vì ngày mai. Cái lớp huấn luyện ở trên Cồi Rạc ấy, lớp trưởng cũng chính là chúng tôi được học về môn quân sự, là quân sự là tập bắn này, các cái rồi xong về là học về chính trị, về đường lối tuyên truyền Việt Minh. Rồi xong qua cái lớp ấy thì chúng tôi cũng được đi các xóm khác để đi theo các đường lối mà để tổ chức tuyên truyền Việt Minh. Đấy. Để cho các nơi vào hội Việt Minh để đoàn kết đánh tay đánh Nhật. Vinh dự nhất tôi là có được bà Hoàng Thị Khin là chị gái cùng học cái lớp ấy. Cao Bằng được gọi là cội nguồn cách mạng. Bởi qua cột mốc lịch sử này, Nguyễn Ái Quốc đã lấy Bắc Bó để huấn luyện lý luận cách mạng và các hình thức đấu tranh để thành lập một nước dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á. Lịch sử hiện đại coi đây là vùng đất thiêng của Việt Nam. Năm 1961, khi trở lại Cao Bằng trên cương vị Chủ tịch nước, Bác cảm ơn đồng bào các dân tộc,
các chi bộ đảng trung kiên đã thấm nhuần tư tưởng. Thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Cao Bằng có các đồng chí đảng viên tiên phong như Hoàng Đình Dông, Hoàng Văn Nọn, Lê Đoàn Chu, Nông Văn Đô và nhiều thế hệ đảng viên kế tiếp sau này đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng Cao Bằng và nhiều vùng miền thuộc Đông Bắc Tổ quốc. Bác dặn, độc lập hòa bình chỉ thực sự có ý nghĩa khi nhân dân vùng cội nguồn cách mạng này có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bác nhắc, các cô chú là cán bộ đảng viên, cố gắng giúp dân có cơm no áo ấm, trẻ nhỏ được học hành. Các cột mốc biên giới khẳng định chủ quyền quốc gia. Mỗi tấc đất biên cương được bảo vệ qua rất nhiều đời. Với chủ trương trong ấm ngoài êm, Việt Nam luôn xây dựng tình hữu nghị hòa bình, hợp tác với các quốc gia liền kề để ổn định và phát triển. Cao Bằng có trên 300 km đường biên giới với nhiều địa hình phức tạp. Vì thế an ninh chủ quyền luôn cần đến tai mắt của nhân dân và lực lượng biên phòng ngày đêm chăm nom gìn giữ. Ta nhớ đến câu nói của Bác, Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, không thể tách rời. Cao Bằng là cội nguồn cách mạng, là máu thịt của Việt Nam, cũng không ai có thể xâm phạm và làm biến dạng. Người xưa dạy rằng, có yên bờ cõi mới lên cơ đồ. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Cao Bằng không ai quên chân lý này. Thông thương để phát triển, đó là yêu cầu bức bách của thời thị trường. Cao Bằng đã có nhiều cửa khẩu được mở ra nhằm đưa sản vật của địa phương, của cả nước và khối ASEAN ra thế giới. Trong tương lai, nếu giải quyết được sự độc đạo về giao thông, Cao Bằng sẽ là trạm trung chuyển logistics của cả khu vực Đông Nam Á sang thị trường Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á. Một loạt các hợp đồng được Chủ tịch Cao Bằng ký với nước bạn và các tập đoàn đầu tư lớn nhằm thống nhất tiêu chuẩn kiểm nghiệm và thuế quan, phương thức sản xuất nhập khẩu để khai thông cảng trên bộ và những quy mô phát triển của nó trong tương lai. Riêng các giá trị đầu tư của các tập đoàn trong nước dồn về Cao Bằng đã trên 50.000 tỷ đồng, một con số báo hiệu cho sự đột phá về tốc độ tăng trưởng kinh tế ở đây. Hiện tại, các huyện ở Cao Bằng không còn bó hẹp theo lối canh tác tự cung tự cấp xưa cũ. Các cán bộ nông nghiệp và thương mại đã đưa các loại giống cây, con có năng suất cao và giá trị kinh tế vào đồng đất quê mình, thay cho lúa ngô truyền thống. Nhận thức bán cái thị trường cần chứ không bán cái mà mình vẫn có. Đó là tư duy đột phá mà Bí thư Tỉnh ủy nói với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và mong chính phủ trợ giúp. Ngoài các giống mới, Cao Bằng đang khôi phục các loại cây đặc hữu như rẻ trùng khánh sẽ được đầu tư ươm trồng ở phạm vi chuyên canh với diện tích lớn. Nhận thấy, không phải ở đâu cũng có khí hậu và thổ nhưỡng cho cây rẻ hạt có chất lượng cao như vùng này. Một lần về thăm triển lãm lâm thổ sản, Thủ tướng Chính phủ rất vui vì hàng hóa đa dạng và mang tính đặc thù của địa phương. Bây giờ về các bản làng dưới các chân núi, ít gặp cảnh nông nhàn, dân ngồi chờ cây lúa, cây ngô đến kỳ thu hoạch. Ngoài việc thâm canh gối vụ, các sản phẩm truyền thống từ các làng nghề đã được khôi phục. Khi dân có việc làm, có thu nhập thì phú quý cũng đến luôn và những tiêu cực xã hội cũng được loại bỏ. Các làng nghề sẽ trở thành những điểm du lịch cho khách trải nghiệm từ các sản phẩm truyền thống. Tỉnh ủy Cao Bằng đã quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên bỏ nếp nghĩ trông chờ ỷ lại, chịu khổ hơn chịu khó. Thời kinh tế thị trường cơ hội và thời điểm sẽ tạo ra giá trị kinh tế. Mỗi đảng viên phải làm một mũi đột phá trong tư duy làm kinh tế vườn chuồng và đồi rừng như một khuôn mẫu để gây dựng phong trào.
Tại kỳ đại hội đảng lần thứ 18 của tỉnh, đưa mục tiêu xóa đói giảm nghèo từng bước tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới. Các dân tộc ở Cao Bằng có đời sống ấm no sẽ là nội lực để tỉnh vững mạnh. Những con đường mòn được tạo ra do bước chân gùi thồ của dân bản mà thành. Đường ấy là đường riêng cho nền canh tác nhỏ lẻ. Mấy đời đường vẫn vậy, thành quen. Ngày nay nhu cầu tăng tốc để đạt được thu nhập cao hơn, mỗi làng bản phải có những con đường đủ cho xe 5 tấn, 10 tấn đi được. Theo đó thì vật tư nông nghiệp và các tư liệu sản xuất hiện đại mới đáp ứng được cho nhu cầu. Các cánh đồng chuyên canh có diện tích lớn cùng với các khu chế xuất. Khi đó, hàng có chỉ dẫn địa lý và tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, sẽ không phải bán ở chợ thôn, chợ huyện mà giá trị xuất khẩu đã được xác định. Các công ty thương nghiệp sẽ đảm bảo việc đầu ra. Tư tưởng chỉ đạo là như vậy, nhưng vẫn cần những đảng viên, đoàn viên có năng lực và tận tâm, lăn vào việc, gần dân, nói cho dân hiểu. Nhớ lời Bác, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Hiện tại tiêu chí đảng viên ở Cao Bằng là gần dân, lắng nghe dân. Cái gì có lợi cho dân thì khó mấy cũng làm. Dân là gốc quyết định cho sự nghiệp đổi mới ở Cao Bằng. Dưỡng sức cho dân, cho một nền kinh tế bền vững là điểm nhân văn của một chính quyền vì dân. Nửa thế kỷ qua, nhân dân Cao Bằng đã đóng góp sức người sức của cho hai cuộc kháng chiến của dân tộc thắng lợi. Biết bao nghĩa tình, cần đền ơn đáp nghĩa. Vì thế công tác chính sách xã hội được Đảng bộ và chính quyền đặc biệt quan tâm. Có một phẩm chất mà Đảng trở nên vững mạnh mà Bác đã chỉ ra. Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Những nghĩa cử của lãnh đạo Đảng thăm và tri ân các gia đình cách mạng chính là để khẳng định tiêu chí ấy. Đảng dựa vào dân và dân tin ở Đảng, đó là sự tương hữu của cội rễ lá cành. Cây độc lập hòa bình có xanh tươi phát triển ở vùng linh địa của cách mạng, vùng phên dậu của đất nước, phụ thuộc vào mối quan hệ căn cốt, Đảng và dân. Tỉnh Đảng bộ Cao Bằng đã có nhiều kỳ đại hội và ra những nghị quyết phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, làm cho dân no, dân tin và dân vui, chính là tiêu chí xuyên suốt trong chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ Cao Bằng. Có thể nói từ những cái tổ chức chi bộ đầu tiên ở tại Cao Bằng năm 1930, cho đến nay thì Đảng bộ Cao Bằng đã trải qua nhiều cái giai đoạn phát triển và đóng góp rất là to lớn cho cái sự phát triển của Cao Bằng cũng như là đóng góp cho sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Năm nay cũng là năm sẽ tiến hành đại hội đảng của tỉnh Cao Bằng, đại hội đảng các cấp và đại hội đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Và vì vậy cũng là một cái thời kỳ, một thời điểm để mà Cao Bằng có thể đánh giá lại toàn bộ cái quá trình phát triển, quá trình đóng góp của Cao Bằng cho cái sự nghiệp cách mạng của đảng. Tôi nghĩ rằng cái mối quan tâm lớn nhất của đảng bộ cũng như của nhân dân Cao Bằng sắp tới đó chính là làm sao phát triển kinh tế và phải làm sao biến phát triển kinh tế trở thành nhiệm vụ trung tâm của Cao Bằng để mà có thể vượt qua những cái khó khăn về xuất phát điểm, khó khăn về chuyện phát huy được cái tiềm năng thế mạnh của Cao Bằng và phát huy được cái nguồn nhân lực của Cao Bằng và cái bài học lấy dân làm gốc, cái bài học về tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn dân tộc luôn luôn là bài học rất là quan trọng đối với Cao Bằng. Tôi bày tỏ cái sự tin tưởng Cao Bằng sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, có được sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, có được cái sự nêu gương của cán bộ đảng viên để Cao Bằng có thể tiếp tục phát triển và xứng đáng với cái sự mong mỏi cũng như đánh giá của Bác Hồ, đó là Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc giải phóng dân tộc và chính là cái quê hương cội nguồn của cách mạng. Các cuộc họp chi bộ ở thôn bản đều đặt ra các mục tiêu cụ thể cho các đảng viên gánh vác. Đồng thời mỗi đảng viên phải phát hiện được những tồn tại, những rào cản để chi bộ cùng dân tháo gỡ theo tư tưởng chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy là nghẽn ở đâu, thông ở đó
như mạch máu trong cơ thể con người. Toàn tỉnh hiện có gần 2.500 chi bộ với 56.000 đảng viên. Đó là một lực lượng hùng hậu sống ở khắp thôn bản sẽ định hướng cho dân làm kinh tế và bảo vệ biên cương. Thường vụ tỉnh ủy Cao Bằng là bộ chỉ huy cao nhất ở tỉnh cội nguồn cách mạng. Vị trí địa chính trị của tỉnh đã được lịch sử của đảng ghi nhận. Có những đảng viên ưu tú với tài đức của mình, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền khi vẫn còn thù trong giặc ngoài bốn bề vây bùa. Biết nắm thời cơ và quyết đoán để ra những chỉ thị kịp thời giành thắng lợi. Ngày nay, những đồng chí thường vụ tỉnh ủy được phân công đặc trách từng lĩnh vực cụ thể. Tuy là những mặt trận không tiếng súng, nhưng lại là thước đo khẳng định năng lực cán bộ qua hiệu quả công việc. Đấu tranh thẳng thắn, phê bình nghiêm túc là tinh thần đảng trong phòng họp này. Một tỉnh ủy đoàn kết và công khai sẽ có niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của đảng. Đại hội 19 tới đây thì đảng bộ tỉnh đã xây dựng văn kiện, đã xác định được 5 cái lợi thế của tỉnh. Rồi nó xác định được 3 cái điểm nghẽn nút thắt, nó cản trở đến cái sự phát triển của tỉnh. Và tập trung vào 3 cái đột phá chiến lược để bứt phá, tạo cái sự khác biệt để đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với quê hương của cội nguồn cách mạng. Cao Bằng có cái diện tích rất lớn với hơn 6.700 km vuông, khí hậu, thổ nhưỡng, thời tiết rất là thuận lợi, mát mẻ. Dân số thì với già nửa triệu, cái tài nguyên thiên nhiên thì lớn, dân số ít, như vậy là dễ chăm lo cho phát triển, nhất là vấn đề ổn định cuộc sống cho đồng bào, xóa đói giảm nghèo. Các cơ quan hành chính ở Cao Bằng là nơi đưa ra nghị quyết từ Đại hội Đảng đi vào cuộc sống. Dân là đối tượng mà chính quyền phục vụ với nhiều lĩnh vực, nhiều phát sinh hàng ngày. Phong cách thân thiện của cán bộ và đơn giản thủ tục hành chính sẽ là những tiêu chí xóa bỏ rào cản cửa quyền và phức tạp nhằm tạo điều kiện tối đa cho dân sản xuất và kinh doanh. Cán bộ là cái gốc của mọi thành công. Nhiều năm qua, tỉnh đảng bộ cùng với các cấp chính quyền và mặt trận tổ quốc tạo thành thế chân vạc, phối hợp giúp dân để có một bầu không khí dân chủ thực sự ở mỗi vùng quê. Trong kỷ nguyên bùng nổ về thông tin mang tính toàn cầu, các kênh nghe nhìn tại Cao Bằng đã thực sự là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc. Bây giờ các bản làng không còn sống tự phát, tự túc, mà công cuộc đổi mới ở tỉnh với nhiều cải cách hành chính đã có tác dụng đến mỗi nếp nhà, nếp nghĩ. Dân biết, dân làm và giám sát các chính sách mà mình được thụ hưởng đã có những tiếng nói phản hồi tích cực. Nhờ truyền hình và phát thanh, mà đời sống tinh thần trong dân không còn chỉ đơn thuần lo cơm áo, những sinh hoạt về giao thoa văn hóa sẽ thu hút khách du lịch về đây thưởng thức cùng với những đặc sản độc đáo. Đây là tư liệu hình ảnh về Đại hội Đảng bộ lần thứ 5 của Cao Bằng năm 61. Trước đó đã có 4 kỳ đại hội mà nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh là kháng chiến kiến quốc và củng cố chính quyền vùng biên giới không mấy bình yên. Từ đại hội 5, tỉnh khởi xướng xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo thế hệ trẻ đủ năng lực phục vụ nhân dân sẵn sàng chi viện cho miền Nam chiến đấu thắng lợi. Tròn một hoa giáp 60 năm, tính đến Đại hội 18, Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng từng bước đã giành được những thành tựu mà chỉ có những người sống qua hai chế độ ở Cao Bằng mới cảm nhận được sự thay đổi lớn lao nhường nào. Nhìn lại bối cảnh của Đại hội Đảng lần thứ 18 và đọc lại nghị quyết mà Đảng bộ tỉnh đã thống nhất các nội dung để triển khai trong thực tế,
chúng ta thấy đại hội đã tập hợp được nhiều thế hệ đảng viên ưu tú và những khách mời có hiểu biết sâu sắc về đất và người Cao Bằng nhằm tập trung trí tuệ, đưa ra các giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh, giao thông phát triển. Đại hội cũng đã tuyển chọn những đảng viên đủ năng lực vào đội ngũ điều hành các cơ quan công quyền. Trong 5 năm, diện mạo của tỉnh dù được Trung ương ủng hộ và giúp đỡ vẫn chưa thay đổi được nhiều như kỳ vọng của nhân dân. Thứ bậc xếp hạng về đầu tư từ các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế còn rất khiêm tốn so với nhiều tỉnh trong cả nước. Nội lực của tỉnh chưa phát huy tối đa cho đời sống dân sinh. Những dự án kiến tạo cơ sở hạ tầng còn khiêm tốn ở vùng đất linh địa của cách mạng. Con người là chủ thể sáng tạo. Các Mác nói vậy, và ta suy nghĩ với thực tế ở Cao Bằng vẫn còn hiện tượng trên thông dưới nghẽn, trên nóng dưới lạnh. Lãnh đạo cấp cơ sở tiếp xúc với dân trực tiếp giải quyết các vấn đề mà đời sống đòi hỏi thì lại chưa năng động và sáng tạo. Vì thế hiệu quả công việc không cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cập nhật số liệu hàng ngày và nhận thấy từ nghị quyết đến cuộc sống vẫn còn có khoảng cách cần phải tháo gỡ. Đảng viên khi tư tưởng thông và chí công vô tư thì hiệu quả điều hành sẽ khác hơn. Ta cảm nhận được thành phố nằm trên đôi bờ Bằng Giang vẫn thao thức ngày đêm trăn trở, tìm những bước đi hướng về một tương lai phồn thịnh. Bí thư Tỉnh ủy nói rằng: Thế và chúng tôi cũng xác định là ba cái lợi thế. Thứ nhất đấy, đó là về du lịch dịch vụ, như tôi nói, rất nhiều các cái điểm du lịch dịch vụ nổi tiếng. Thứ hai nữa là cái đột phá thứ hai mà tỉnh xác định ấy, đó là lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp ở đây là có cái lợi thế, ví dụ như là 670 km vuông, rồi nào là diện tích rất lớn như thế, dân số thì ít. Cho nên là phát triển nông nghiệp, nhất là lâm nghiệp trồng rừng ở đây thì hết sức thuận lợi. Và vấn đề thứ ba nữa ấy, đột phá vào cái kinh tế biên mậu. Như vậy là cái công thức phát triển là 5-3-3, tức là xác định được 5 cái lợi thế, 3 cái điểm nghẽn và 3 đột phá chiến lược cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt trong cái nhiệm kỳ 19 này. Cao Bằng với các làng bản dân cư sum vầy, lam làm và nuôi mơ ước được sống vui, được hòa quyện với thiên nhiên, có rừng, có suối. Ở đây chỉ số hạnh phúc được đo bằng sự hài lòng của dân về đảng và chính quyền điều hành xã hội, công bằng, dân chủ và văn minh. Cao Bằng ta đó đang ra hoa và kết trái. Trong tương lai gần, đường số 4 quanh co nhỏ hẹp sẽ trở thành cao tốc từ Đồng Đăng đến Trà Lĩnh. Thế độc đạo của tỉnh sẽ không còn là trở ngại cho giao thương và du lịch. Với 14 dự án được tỉnh ký kết và 17 biên bản ghi nhớ đầu tư ở quy mô lớn sẽ tạo ra việc làm và những vùng đất sẽ được đánh thức. Cao Bằng sẽ là tâm điểm cho những người tìm về cội nguồn, cảm nhận những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo ở nơi đây. Về mang theo tấm lòng quê tôi, mang theo...